Wow, nay chị Lan nấu món gì mà thơm thế chứ Lị? Ủi xứ đâu, bà chiên cá cho con ăn cơm, Cá. đơm đút áo cho con Ê. nè, đó 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 đó, bộp chộp cho nó nóng phỏng tay đi. Nóng quá ngoài ạ. Ngoài để con đơm cho. Không mà biết đâu. Giỏi quá ha. Rồi. À, ngoại ơi, thuốc của ngoại này. Trời ơi, mua chi nữa còn mà. Hôm bữa bác sĩ nói bệnh tình của ngoại ổn định hơn rồi, nên bây giờ ngoại nhớ uống thuốc đầy đủ. Để con mua thêm trái cây với nước ép mát cho ngoại uống nhé. Thôi, mua thuốc rồi đừng có mua trái cây nữa, nó tốn kém lắm con. Mày bày chuyện không? Con chả thấy tốn kém gì cả. Để con mang vào phòng cho ngoại. Con, giờ này con không có đi làm đêm hả? Con nghỉ rồi hả? Dạ, con nghỉ rồi. Ủa, sao nghỉ? Con đập ống heo, lấy tiền đi học tiếng Anh. Giờ tiếng Anh con tốt rồi, con kiếm việc mới, lương cao hơn ngoại ạ. Với cả, con đi làm về đêm, làm lỡ giấc ngoại hoài. Bậy nè. Đâu có lỡ gì ngoại đâu. Nhưng mà thiệt ra con đi làm đêm á, nó ảnh hưởng sức khỏe lắm con. Thôi vậy cũng được. Mà con nè, ngoại có chuyện này à, ngoại muốn bàn với con. Ngoại có chỗ nào không khỏe à? Đâu có. Để con xem. Đâu. Kìa, mạnh khỏe mà có gì đâu, ngoại khỏe mà, ngoại bình thường. Nói nghe nè, ngoại ở nhà hoài một mình á, ngoại buồn không có việc gì làm hết trơn. Ngoại muốn đi bán vé số. Thôi, trời nắng lắm. Nắng này cháy da cháy thịt đấy. Ngoại đang bệnh mà. Con không đồng ý đâu. Ngoại nói rồi, ngoại đâu có bệnh hoạn gì đâu. Mình khỏe, ở nhà rước là bệnh rồi có. Không được, con không đồng ý đâu. Biết mà, tôi già rồi. Cho nên là tôi nói gì ra, con cháu đâu chịu nghe đâu. Bởi vậy, anh cứ để tôi ở nhà một mình đi. Tôi ở nhà một mình, tôi chết tại cái nhà này cho anh vừa lòng. Thôi, được rồi. Nhưng mà con chỉ cho ngoại bán buổi chiều thôi đấy. Vậy con đồng ý hả? Vậy mai ra ngoài ra đó ngoài lấy cái số ngoài đi bán nha. Ủa, sao gọn vậy? Ngoại không hỏi con chỗ lấy vé số về bán à? Chàng ơi, ngoại đã nhờ chị từ đầu á, chỉ ra chỗ vé số chỗ đại lý chị dặn dùm một sức rồi, mai này á ngoại ra ngoại lấy ngoại đi bán luôn à, yên tâm. Nhưng ngoại lấy ít thôi đấy. Nắng quá thì về. Đừng có cố nha. Biết rồi, dặn hoài dặn tới dặn lui mà ngoại nhớ rồi. Tôi khi nào nắng thì ngoại về, ngoại lấy ít vừa bán thôi, ngoại về còn nấu cơm cho con ăn nữa chứ. Con đi ăn cơm đi con, ăn đi.